Quan ơi, ôi. Để cái này, để cái này xuống thả. Kìa. Rồi rách với bà nhà sổ của tôi. Nhưng mà là này nó còn. Ôi dồi mời nhỏ chết mà mà. Để du. Mày đi cho con tính ra thế này nè. Cái hả? Vì lý do cấm bạn nên anh em phải dắt xe qua. Nương gì nhỉ? Nương giường á. Ai ơi khổ thế. Vì lý do nhậu nên anh em phải lý do nhậu nên anh em phải dắt xe qua đồi. Mẹ có vụ trộm như ngoài nhá. Lý do không dám đi đường thẳng. Nhờ nhá bật nghỉ hiếp rồi. Qua ngầu ai từ cái đồi kia xuống này được rồi, kết thúc.